Xin chào các bạn, năm nay iPhone 14 series Dynamic Island chính là điểm làm mọi người điên đảo. Nên là mình cũng có một máy để trải nghiệm cho mọi người đây. Đây là những cái chia sẻ của mình về cái ốc đảo nhỏ bé này của Apple. Giả thích một xíu nguyên lý thì ở đây các bạn sẽ có một cái camera selfie và một cái cụm Face ID. Thực tế thì khi mà các bạn đưa ra nắng, khoảng nắng kiểu 12 giờ ấy, thì các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy cấu trúc bên trong thôi. Vì chỗ này đơn thuần nó vẫn là kính mà. Nhưng thực tế khi các bạn nhìn thấy mình đang sử dụng ở trong phòng thì các bạn sẽ thấy đây là một cái dãy đen liền lạc hoàn toàn. Nên là đối với mình trải nghiệm đó nó hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì về cái việc là các bạn mất thẩm mỹ ở chỗ cái cụm này cả. Phải công nhận một điều là Apple họ đã quá giỏi khi mà họ biến chính cái nhược điểm này thành cái ưu điểm, thu hút người dùng vào những cái tính năng mà mình có thể có làm được với cái cụm camera này. Và chi tiết mình sẽ đi vào từng cái nhé. Đầu tiên thì khi mà mình chạm vào thì cái cụm này nó sẽ vẫn có một chút phản hồi lại, mặc dù nó không có thao tác gì hết, nó sẽ vẫn phản hồi rung nhẹ một xíu ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử một vài những cái pop up với nó, chẳng hạn như khi mà mình chuyển giữa chế độ im lặng và chế độ thường thì sẽ nhảy pop up kiểu như thế này. Và khi mà có điện thoại đếm thì mình vẫn có thể nhấn để trả lời ở trên cái thanh Dynamic Island này. Và khi cắm sạc thì cái Dynamic Island này cũng sẽ nhảy lên. Chẳng hạn như khi mình chọn map thì với map nó cũng sẽ hiển thị thông tin ở trên như thế này. Hoặc nếu như mình nghe nhạc ở trên Apple Music thì khi mình thoát ra ngoài thì nó sẽ vẫn nhảy ở trên dạng như thế này. Và với hai app thì nó sẽ hiện ra một dạng chữ Y. Còn với ba app thì như thế nào? Mình sẽ thử mở đồng hồ đếm giờ này. Mình sẽ chọn bắt đầu, mình thoát ra ngoài thì ba app thì nó cũng chỉ hiển thị dạng như vậy thôi. Và mình muốn mở ứng dụng nào thì mình chỉ việc chạm giữ thì nó sẽ hiện ra cái pop up của cái ứng dụng đó ở trên như thế này. Về cơ bản những thông báo sẽ pop up trên này. Và gần như với Apple thì họ đã làm ở cái chỗ này thiết kế lại cái giao diện, chẳng hạn như là trình duyệt web, nó cũng không ảnh hưởng tới quá trình trải nghiệm của các bạn. Là các bạn vào xem ảnh thì nó có che lại một xíu này, tuy nhiên nó không đáng kể. Còn với những cái ứng dụng bên thứ ba thì như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ mở thử cho các bạn xem YouTube trước nhé. Với ứng dụng YouTube, ở trong YouTube Short thì các bạn sẽ vẫn bị che một đoạn video dạng như này. Còn nếu như mà mình xem YouTube ở bên ngoài thì thực ra là với YouTube họ sẽ tối ưu ở cái việc xem video ở tỷ lệ là 16:9, nên là về cơ bản nếu mà mình xem YouTube như thế này thì nó vẫn nằm trong cái vùng an toàn và nó không bị ăn lệm, hoặc nó sẽ bị ăn lệm khi mà các bạn zoom lên như thế này. Nếu các bạn zoom full toàn bộ như thế này thì nó mới thấy được cái Dynamic Island này thôi. Nhưng mà về cơ bản tùy vào cái nhu cầu mỗi người thôi. Thường mình xem YouTube ít khi mà mình kiểu zoom to lên thế này đó, bởi vì nó bị mất cái chi tiết của những cái video xung quanh. Còn với một cái ứng dụng mà mình rất thường hay xem đó chính là Netflix thì như thế nào? Với Netflix á thì tùy vào video nhé. Một số video sẽ có định dạng là 21:9, một số video sẽ có định dạng là 16:9, một số video định dạng vuông, chẳng hạn như cái video này đi, thì Dynamic Island nó sẽ ăn vào đây một xíu. Nó cũng kiểu như là cái tay thỏ vậy á, với cái tựa phim này. Nhưng mà mình scale lên thì nó full thì nó cũng tương tự như YouTube ha. Đây thì với cái bộ phim này á, thì nó lại không bị ăn, nhưng mà tỷ lệ của video nó lại nhỏ nhỏ như thế này. Rồi, đó là về trải nghiệm khi mà mình xem video. Còn khi mà mình chơi game thì như thế nào? Khi mà mình chơi game á, đây mình sẽ mở thử cho các bạn với PUBG Mobile nha. Với PUBG Mobile hiện tại thì nó vẫn chưa có cập nhật, nên là một số cái icon nó sẽ vẫn bị che ở cái phần Dynamic Island này. Nó cũng hơi che một xíu thông tin thôi. Nhưng mà về cơ bản thì sắp tới lượng người dùng iPhone 14 Pro hay là 14 Pro Max sẽ tăng lên rất nhiều, nên bắt buộc là các ứng dụng của bên thứ ba sẽ phải tối ưu lại với cái phần này. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là thông tin thì vẫn đang khá là đầy đủ. Này, nó có che lại cái đoạn chữ chỗ này. Tuy nhiên thì với cái này thì các bạn hoàn toàn có thể custom lại cái phần nút bấm, nên là mình thấy nó chưa phải là vấn đề lắm. Về cơ bản là sắp tới biết đâu sẽ có những cái bản cập nhật nó sẽ cải thiện lại phù hợp hơn với lại cái vùng của Dynamic Island này. Nhìn chung đối với mình, Dynamic Island là một cái sự sáng tạo rất tốt của Apple. Họ biến nó để giúp cho cái nhược điểm là cái cụm viên thuốc này nó trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên thì mấy mọi người kiểu hơi quá khích với nó thì thực ra là nó cũng không quá gọi là thần kỳ như mọi người thấy đâu. Chẳng hạn như có một cái nhược điểm mà hồi hôm qua giờ mình rất khó chịu, đó chính là khi mà mình nghe nhạc, cái giải nghe nhạc nó sẽ nằm xuyên suốt ở đây luôn. Nhưng mà thực ra là mình nghe nhạc thì mình không có cần thấy cái này, nhưng mà mình muốn nhanh thì mình sẽ nhấp lại vô Apple Music, nó nằm dưới này, nó hiện ở tất cả những cái thao tác mà mình sử dụng ở đây. Chẳng hạn như nếu mình lướt web ở đây đi đó thì nó cũng sẽ hiện lên. Nên là cái cảm giác là cái viên này nó cực kỳ to, đó là một trong những cái mà mình cảm thấy hơi khó chịu nó. Thì đó là những cái trải nghiệm nhanh của mình với Dynamic Island. Về cơ bản thì tất cả gần như những cái thông báo mặc định của hệ thống nó sẽ nhảy được với cái Dynamic Island này, chẳng hạn như kết nối AirPods này, thông báo, thông tin hay là gọi đến, nó rất là nhiều thông tin. Nếu các bạn đã quá chán nản với tai thỏ thì các bạn có thể đổi qua cái này, chắc chắn nó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm rất là thú vị. Hiện tại thì iPhone 14 series vẫn chưa mở bán ở Việt Nam, nhưng mà các bạn đã có thể đăng ký trước tại FPT Shop. Các bạn đăng ký thông tin trước thì sẽ có cơ hội để nhận máy sớm, cũng như là đầy đủ những cái ưu đãi từ FPT Shop. Rồi, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.